Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Thì tạm biệt những cặp ti tan thái siêu thịt, tạm biệt những cái lồng cũ ở chuồng của mình. Thì ngày hôm nay mình lại chuyển đến anh em một clip, đó là bồ câu gà Mỹ. Anh em có thể thấy nè, ở cái clip trước thì anh em có thể thấy là bồ câu gà Mỹ của mình thì chỉ có màu nâu đỏ thôi. Ngày hôm nay ở clip này thì mình các bạn có thể thấy là có khá nhiều cặp bồ câu màu vàng. Như mình cũng đã từng nói thì bồ câu gà Mỹ hiện tại trên thị trường á, thì hai cái loại màu mà người ta khoái nhất á, mà người ta thích thú nhất á, đó là màu nâu đỏ và màu vàng. Thì ngày hôm nay thì kênh Nông Dân Làm Giàu tiếp tục đi ship hàng anh em ạ. Bây giờ mình trở thành một người shipper rồi. Mình ship hàng cho một anh cũng ở huyện EK, tỉnh Đắk Lắk. Thì anh mua của mình là ở đây là 20 cặp anh em nhé. Cặp bồ câu gà Mỹ. Những cái loại bồ câu mà anh em thấy ở trong cái chuồng mà mình đi ship này thì hầu như là đang trong quá trình đẻ rồi. Họ mua cái loại mà về mà đẻ luôn á. Anh em có thể thấy là cái kích thước của nó cũng to hơn cái loại bồ câu trước. Tại vì cái clip trước thì mình làm clip thì những cặp bồ câu đó thì chuẩn bị vào quá trình đẻ, nên anh em có thể thấy là so với kích thước lần này thì nó khủng hơn. Đấy, những cặp bồ câu nhìn rất khủng anh em ạ. Lúc mà mình để ở ngoài đường thì có một số những người dân đi qua họ bảo: "Ôi, bồ câu gì mà to thế, nhìn như gà gà vậy." Họ lại cứ tưởng là cái loại giống gà gì mới cơ anh em ạ. Chứ họ không nghĩ đây là bồ câu đâu. Tại vì trong cái suy nghĩ của họ thì bồ câu thường thường là nó màu xám này, màu trắng này, hay là những con mà lai rồi nó lốm đốm này, màu trắng, màu đen lẫn lộn cả. Thì trong cái tiềm thức của họ đấy là chim bồ câu là những cái loại ở thôn quê ấy, nó bay lượn lên bầu trời và đi ăn ở những cái cánh đồng á. Thường họ nghĩ thế thôi, chứ còn cái họ ít người biết có cái sự tồn tại của loại bồ câu gà Mỹ lắm anh em ạ. Nên là khi mà mình mang ra đường thì khá nhiều người họ cảm thấy thích thú và họ đến họ hỏi. Thì mình nhiều người cũng hỏi mua luôn, nhưng mà mình bảo là cái này là mình đi ship cho người ta, nên mình bây giờ trả giá có 10 triệu một cặp thì mình cũng không thể nào bán được. Đấy, bồ câu gà Mỹ anh em nhé. Đây là con này là tầm khoảng một cặp của nó thì cũng gần được 2 ký anh em ạ. Có con thì nó hơn cả 2 ký luôn đó anh em. Tại vì anh em có thể thấy là nhìn cái mã của nó nhìn rất khủng anh em ạ. Nhìn đã lắm. Và mình cũng làm dấu ở những cái cặp để khi mà người ta nhận bồ câu của mình thì người ta biết đó là các cặp nó như thế nào. Tại vì những cặp bồ câu mà mình nuôi ở trại của mình nhá, thì nó đã được phân cặp rồi. Bồ câu này thì đã đẻ được 2 đến 3 lứa rồi anh em ạ. Khi mà khách hàng đặt mua bồ câu mà nó đã từng đẻ rồi á, thì ở trại mình thì uy tín á, thì trước giờ thì ai cũng biết rồi. Thì mình sẽ chắc chắn là giao cái loại mà nó đã đẻ từ 2 đến 3 lứa rồi cho khách hàng cho chắc ăn á. Chứ nhiều khi mà mình hứa giao chim đẻ rồi mà mình giao chim chưa đẻ cho họ thì nhiều khi cũng tội họ. Nhiều khi về đẻ rồi nó không chất lượng thì cũng mang tiếng cho mình. Nên mình lựa chọn cái loại bồ câu mà đẻ 2-3 lứa, tại vì nó chắc ăn anh em. Đấy, anh em có thể thấy này, mình nhìn những cặp bồ câu màu vàng á, mình đảm bảo với anh em mà khi mà nhìn tận mắt anh em chỉ có đê mê thôi anh em ạ. Nhìn rất là thích. Những cặp bồ câu nâu đỏ cũng vậy anh em ạ. Bồ câu gà Mỹ thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ luôn là nó thuộc cái dạng bồ câu là trọng lượng của nó là to nhất anh em nhé. Anh em lưu ý là trọng lượng của và kích cỡ của bồ câu gà Mỹ là hiện tại là đỉnh nhất trong các loại chim bồ câu. Ở video của mình làm thì anh em cũng dễ thấy nhất một điều, đó là mình chia sẻ trên cái tinh thần đó là giao lưu với anh em. Anh em có thể là xem những cái video ở trên mình, hình ảnh chim bồ câu ti tan thái hoặc là chim bồ câu gà Mỹ, thì anh em có thể theo dõi nó cực kỳ là sát với hình ảnh thực tế. Nhiều khi anh em mua chim mà anh em chỉ xem bằng hình ảnh thôi thì mình xin lỗi anh em, chứ hình ảnh nó có thể photoshop được. Nó có thể làm to chim lên, nó có thể làm nhỏ chim xuống, hoặc là nó có thể chỉnh sửa chỗ này chỗ kia. Nhưng mà video thì không thể nào anh em ạ. Video là thật 100%.
nên anh em hoàn toàn có thể xem những cái video ở trại mình. Thứ nhất đó là để biết được trại của mình nó chất lượng như nào và kênh nông dân của mình thì nó uy tín như nào. Anh em có thể theo dõi cái kênh của mình này, đăng ký kênh của mình này, rồi có thể lục lại xem những cái video mà mình làm đó anh em. Thì đến nay thì cũng rất là nhiều, 40 mấy video, mình nhớ không nhầm là thế. Thì cũng rất là nhiều video, mấy trăm ngàn view rồi anh em ạ. Hình như là cái view, cái clip cao nhất đến nay là gần 700 ngàn view rồi. Còn nhận xét ở các video thì mình quá nhiều nhận xét của anh em, mình cũng không thể nào mà nhớ nổi. Thật ra cái clip bồ câu gà Mỹ này thì mình chiều lòng anh em thôi. Ở clip trước thì mình có thể nói là mình nhận được một cái sự ủng hộ của anh em rất là nhiều. Từ tin nhắn này, đến điện thoại, đến Facebook. Thì anh em nhắn tin liên tục với mình hỏi giá chim bồ câu. Thì mình nhân tiện đây thì mình nói luôn là chim bồ câu nó khác với những cái loại chim bồ câu khác các bạn ạ. Chim bồ câu giá của nó mình nói luôn là hơi chát đấy. Hơi chát mình nói là đắt đấy. Chim bồ câu này nó đắt lắm anh em ạ. Nên các anh em có thể thấy là cái sọt chim mà 20 cặp này thôi thì nó cũng trị giá, rất là trị giá rồi. Nên là anh em mà nếu mà anh em cảm thấy mà hứng thú thật sự mà anh em có điều kiện á, thì anh em có thể theo dõi kênh của mình cũng như hỏi mua những cặp bồ câu gà Mỹ ở trại mình. Tại vì mình cũng biết một số trại thì nó bán cái loại chim bồ câu gà Mỹ này thì đa số là nhiều trại bán khi nhiều khi nó cũng bị lai pháp rồi anh em ạ. Nhưng màu của nó thì vẫn thế, nhưng mà cái trọng lượng và cái kích cỡ của nó thì không bằng đâu anh em. Đấy, anh em có thể theo dõi trực tiếp này. Chim bồ câu mà nhìn như gà đấy, mình đâu có nói ngoa đâu, nhìn như gà đấy anh em ạ. Và kênh nông dân làm giàu của mình nhá, thì sắp tới thì mình cũng làm xen kẽ những clip nội dung này, nội dung kia để có gì anh em theo dõi để nó đỡ nhàm chán á. Nhiều khi mình làm một nội dung mà mình làm liên tục trong bằng cả năm thì rất là nhiều anh em chán. Mình nhiều khi mình post clip lên mà mình thấy cái lượng view của nó giảm á, là mình biết liền là anh em là hầu như là cái nội dung này anh em đã chán rồi. Thì mình sẽ chuyển sang một nội dung khác để có gì anh em theo dõi được, nó được phong phú hơn. Rồi sau đó thì mình tiếp tục mình quay lại những clip với cái nội dung của những cặp bồ câu Titan Thái siêu thịt sau. Thật ra là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt nó là một cái loại chim bồ câu bậc nhất hiện nay khi mà anh em nuôi công nghiệp nhé. Nuôi công nghiệp và cung cấp bồ câu chim đa ràng á, thì nó là loại bồ câu chất lượng nhất hiện nay. Còn cái loại bồ câu mà nặng nhất là bồ câu gà Mỹ. Thường như mình đã chia sẻ rồi, những cái nhà nào mà nuôi để phục vụ ăn uống á, hoặc nuôi chơi thì vì nó quá đẹp, nó quá to nữa, thì lựa chọn loại bồ câu gà Mỹ để nuôi chơi ở nhà. Còn nuôi công nghiệp thì chắc chắn là phải nuôi loại bồ câu gà Titan Thái siêu thịt rồi. Nó có rất nhiều những ưu điểm và nó trở thành loại bồ câu hot nhất hiện nay. Và mình thì nhớ không nhầm á, thì loại bồ câu Titan Thái siêu thịt á, mình cũng làm rất nhiều những clip rồi để anh em có thể so sánh giữa những loại bồ câu khác nhau và ưu điểm của loại bồ câu Titan Thái siêu thịt như nào. Thì mình làm rất nhiều clip rồi, anh em có thể theo dõi lại trên kênh của mình. Còn hôm nay thì bồ câu gà Mỹ thì anh em có thể thấy quá tuyệt vời, mình phải sử dụng từ rất là tuyệt vời để nhắc đi nhắc lại được với anh em. Bồ câu gà Mỹ thì nó mang lại một cái khi mà người ta nuôi ấy, thì người ta cũng để ý đến cái phong thủy anh em ạ. Thì anh em có để ý là một số những cái nhà thì họ thường nuôi cái cặp bồ câu gà Mỹ, họ để ở trước nhà vừa làm cảnh vừa làm phong thủy đấy anh em ạ. Đây là mình không nói phép làm gì đâu, nhưng mà một số nhà họ chuộng loại bồ câu để ở trước nhà nuôi làm phong thủy ấy, anh em. Tại vì loại bồ câu gà Mỹ này theo một số những cái nhà tâm linh học ấy, thì họ nói là nuôi bồ câu này thì nó mang lại những cái niềm lạc quan hay niềm vui, hoặc là những cái xua đuổi những cái gì đó, nói chung là về phong thủy anh em ạ. Thì mình cũng chia sẻ thêm để anh em biết thôi. Còn anh em nào mà nuôi chơi là hay là nuôi để phục vụ ăn uống thì anh em cứ nuôi. Kênh nông dân làm giàu của mình thì chia sẻ tất cả những cái lĩnh vực liên quan đến nuôi chim bồ câu. Sắp tới thì mình cũng đã chia sẻ rồi, mình sẽ làm một số nội dung đi ra ngoài kia để mình xem bà con nông dân làm như thế nào, có những mô hình nào hay mình làm để có gì anh em biết thêm. Đấy, anh em có thể thấy là những cặp chim bồ câu của mình này thì mình cũng làm rất là
Nhiều công việc nhưng mà công việc chính của mình thì làm clip cho anh em thôi. Để có gì anh em sau một ngày làm việc mệt nhọc thì anh em lên YouTube hoặc là anh em lướt Facebook rồi mình đăng hình ảnh, đăng video có gì để cho anh em theo dõi. Và anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trại của mình. Đơn giản hay là chỉ có thể giao lưu chia sẻ cũng được. Và nếu mà có sở thích về lựa chọn chim bồ câu thì có thể liên hệ với trại của mình. Và trại của mình sẵn sàng chia sẻ này cũng như là ship hàng cho anh em ở những chỗ xa xôi hoặc là anh em không có điều kiện đi lại thì trại của mình hoàn toàn có thể làm được công việc đấy. Nói chung là trên cái tinh thần giao lưu hỏi lẫn nhau thôi anh em ạ. Và anh em xem video của mình thì anh em đăng ký kênh giúp mình nhé. Thì mình cũng hy vọng là đến cuối năm nay kênh của mình được nút bạc. Để có gì khi mà mình được nút bạc thì mình hứa với anh em là mình sẽ làm một nội dung đặc biệt như một món quà gửi tặng đến các anh em. Và mình cũng hứa hẹn rất là nhiều điều ở cái kênh Nông Dân Làm Giàu này anh em ạ. Thì clip hôm nay thì mình cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé. Rồi hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Con gì ạ?